Đây là chương trình phát thanh măng non tiếng nói của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, liên đội trường trung học cơ sở Thạch Hóa. Thùy Trang và Hoài Phương xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn. Bạn thân mến, thi đua lập thành tích chào mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Trong chương trình hôm nay, Măng Non dành phần lớn thời lượng để nói về vị trí, vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, cũng như trong thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển. Phần cuối chương trình như thường lệ là nhịp cầu âm nhạc, sau đây là nội dung chi tiết. Trong lịch sử loài người từ trước đến nay, phụ nữ bao giờ cũng là một bộ phận quan trọng trong đội ngũ đông đảo những người lao động trong xã hội. Bằng lao động sáng tạo của mình, phụ nữ đã góp phần làm giàu cho xã hội, làm phong phú cuộc sống con người. Phụ nữ luôn thể hiện vai trò không thể thiếu của mình trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Ở khu vực Á Đông, hiếm có dân tộc nào phụ nữ lại đóng góp vai trò quan trọng trong xã hội như ở Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Ngay từ những buổi đầu lập nước, khi gặp nạn ngoại bang xâm lược, bà Trưng, bà Triệu đã dấy binh khởi nghĩa đánh đuổi quân thù. Thế kỷ 20, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, lịch sử lại ghi nhận hàng vạn tấm gương phụ nữ, các chị, các mẹ, không ngại gian khổ, không tiếc máu xương, sẵn sàng chiến đấu, lao động, hy sinh, cống hiến không chỉ cuộc đời mình mà cả con em cho độc lập tự do của Tổ quốc. Phụ nữ không chỉ chiến đấu anh hùng mà đã lao động cần cù, gian khổ để vượt lên cảnh đói nghèo và lạc hậu, góp phần xây dựng đất nước ngày càng to đẹp và đàng hoàng hơn. Đảng, Bác Hồ phong tặng phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Trong thời kỳ kháng chiến và trung hậu, đảm đang, tài năng, anh hùng. Trong thời kỳ đổi mới đất nước không chỉ là sự khích lệ, động viên mà còn là sự thừa nhận và đánh giá vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam. Với truyền thống đó, phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước, đảm việc nhà, tiếp tục vượt qua mọi thành kiến và thử thách, vươn lên đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, duy trì ảnh hưởng rộng rãi vai trò của mình trên nhiều lĩnh vực như tham gia quản lý nhà nước, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân. Có thể nói, vai trò của phụ nữ Việt Nam được thể hiện ngày càng sâu sắc và có những đóng góp quan trọng trong thành tựu của cách mạng Việt Nam. Khi đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập với thế giới, trong công cuộc xây dựng đất nước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, phụ nữ Việt Nam tiếp tục đóng vai trò quan trọng là động lực thúc đẩy sự phát triển chung của xã hội. Vai trò này đang được khẳng định một cách rõ nét hơn bao giờ hết. Trước hết, chúng ta phải thừa nhận vị trí hết sức quan trọng của người phụ nữ trong gia đình. Họ có ảnh hưởng to lớn tới hạnh phúc và sự ổn định của gia đình. Là người vợ hiền, họ luôn hiểu chồng, sẵn sàng chia sẻ những ngọt bùi, giúp người chồng luôn cảm thấy yên tâm trong cuộc sống, từ đó có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Là những người mẹ hết lòng vì con cái, họ thực sự là những tấm gương cho con cái noi theo. Người mẹ ngày nay còn là một người bạn lớn luôn ở bên con để hướng dẫn, động viên kịp thời. Bất cứ ai trong chúng ta đều có thể tìm thấy những người phụ nữ, người vợ, người mẹ, sự yên tĩnh trong tâm hồn và sự cân bằng bình yên trong cuộc sống. Chính họ đã tiếp sức cho chúng ta vượt qua những khó khăn để sống một cuộc sống hữu ích. Trong thời đại mới, bên cạnh vai trò quan trọng trong gia đình, người phụ nữ còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Ngày càng có nhiều người trở thành chính trị gia, nhà khoa học nổi tiếng, nhà quản lý năng động. Trong nhiều lĩnh vực, sự có mặt của người phụ nữ là không thể thiếu như ngành dệt, may mặc, du lịch, công nghệ dịch vụ. Hiện nay, phụ nữ Việt Nam góp phần rất lớn vào quá trình phát triển của đất nước, thể hiện ở số nữ chiếm tỷ lệ cao trong lực lượng lao động với hơn 50% dân số và gần 50% lực lượng lao động xã hội. Ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội và giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước. Hiện có tới 33,1% đại biểu nữ trong Quốc hội khóa 12, cao nhất ở châu Á và là một trong những nước có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao nhất thế giới. Số phụ nữ tham gia Hội đồng Nhân dân các cấp trên 20%.
hơn 90% phụ nữ biết đọc, biết viết. Tỷ lệ nữ tốt nghiệp đại học là 36,24%, thạc sĩ 33,95%, tiến sĩ 25,69%. Phụ nữ chiếm ưu thế trong một số ngành như giáo dục, y tế và dịch vụ. Trong công tác chuyên môn, phụ nữ chiếm số đông trong các bộ môn văn học, ngôn ngữ, y dược, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và kinh tế. Nếu tính tổng số giờ làm việc của nữ giới, kể cả ở nhà và bên ngoài, cao hơn rất nhiều so với nam giới. Đây là những con số sinh động, là bằng chứng chứng minh hiệu quả của những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho phụ nữ Việt Nam phát triển. Như vậy có thể nói, trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với sự phát triển của xã hội. Nói tóm lại, người phụ nữ là hương hoa của cuộc đời, là một nửa nhân loại. Họ luôn đóng một vai trò quan trọng không những trong đời sống gia đình mà còn trong đời sống xã hội. Họ là cơ sở cho một cuộc sống bền vững và hạnh phúc. Với những đóng góp và sự dâng hiến của mình, vai trò của người phụ nữ có một ý nghĩa thiết yếu và dĩ nhiên không ai có thể thay thế được họ, bởi họ là những vẻ đẹp của cuộc sống, là tinh thần của nhân loại. Phần cuối chương trình, Măng Nói mời các cô, các mẹ và các bạn đến với nhịp cầu âm nhạc. Đây là món quà và cũng là lời tri ân gửi tới các cô, các mẹ, các chị, các bạn nữ sinh nhân ngày 8 tháng 3. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau. Dù bao gió mưa, tình mẹ vẫn thiết tha êm những tiếng hát ấm áp giúp con khi đông lạnh về. Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê. Để con không lớn lên dang dọc đôi vai, rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui. Mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi. Mẹ đã có phút sâu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười. Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say. Mẹ con nâng bó hoa xinh chào tương lai. Mẹ cô đơn đứng bên hiên đợi mưa bay. Trên mỗi bước đi xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển. Cho con bao